Thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là chỉ thị số 03 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân. Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tổ chức tọa đàm về ứng dụng phần mềm nội bộ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, với sự tham gia của cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp thành phố Đà Nẵng. Buổi tọa đàm đã giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý chỉ đạo điều hành của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà và những kết quả mà Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ này. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà là một trong những đơn vị của ngành kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã tiên phong trong thực hiện triệt để số hóa hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Tham gia buổi tọa đàm, các đại biểu cũng cho rằng, cùng với các giải pháp khác, thì việc số hóa hồ sơ kết hợp với sử dụng phần mềm nội bộ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà là bài học thực tiễn để các đơn vị khác thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa. Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện thí điểm, hai cấp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, xác định công tác số hóa hồ sơ là công tác đột phá của đơn vị nhằm giảm tải áp lực công việc, tối ưu hóa năng lực làm việc của cán bộ và bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giao phó.